chí quá. Bây giờ phải về bảo bố mẹ mới được. Wow, đợi đến chí lâu lắm rồi. Mày mà cũng biết tiền lì xì là gì à? Nhà nghèo mày làm như này, mày biết bố mẹ mày lợ nhà tao bao nhiêu tiền không? Bớt như thế đi, mày cũng biết tiền là gì nữa hả? Tao nói cho mày biết nhá, bao giờ mày trả đủ nhà tao ấy. Đấy, nếu gọi là tiền, bây giờ chỉ gọi là rẻ rách thôi. 100 tỷ đó, lo mà trả đi, tao khóc lên lại. Mày đặt đứt tiền là gì? Em đừng nói nữa, kẻo có khóc đấy. Nói giời. Tốt nhất lần sau ấy, đừng có cái thái độ đấy. Thôi, ngứa mắt bọn tao lắm. Qua đây, em chỉ cho nó. Biết tiền lì xì là gì? Mày nhìn thấy chưa? Đúng. Mày nhìn cho kỹ vào đây này. Đừng có khi người có thể mày hiểu không? Mày! Mày dám à? Trên đời này mày nhớ đấy! Đừng nhìn vẻ bên ngoài của người khác mà mày tự kiêu ngạo hiểu không? Đi! Cho